Xin chào quý thầy cô. Hôm nay tôi xin tiếp tục hướng dẫn quý thầy cô hoàn thành nội dung của module 5. Thì đối với nội dung tập huấn module 5 của chúng ta cũng sẽ gần tương tự module 4. Đối với các nội dung học tập trực tuyến thì chúng ta sẽ có các bài học và chúng ta sẽ xem các video và trả lời các nội dung câu hỏi để chúng ta hoàn thành. Đối với các nội dung câu hỏi tương tác này thì chúng ta có thể chọn bất kỳ một đáp án nào, khi nào đúng thì nó sẽ báo đúng chúng ta, còn khi nào mà không đúng thì nó sẽ báo sai. Nên là đối với các phần câu hỏi tương tác này thì quý thầy cô không phải lo lắng gì. Tiếp là đối với 30 câu hỏi trắc nghiệm thì ở đây tôi sẽ đưa ra cụ thể đáp án của 30 câu hỏi trắc nghiệm như sau. Chúng ta có tổng thể tất cả là 30 câu hỏi. Chúng ta có thể quan sát ở đây. Đối với câu 1 thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là tôn trọng học sinh. Và các câu hỏi của chúng ta cũng sẽ có sự xáo trộn trong các lần chúng ta làm lại nên chúng ta cũng cần phải lưu ý. Câu hỏi số 2 chúng ta chọn đáp án tâm lý. Đối với câu hỏi số 3 thì ý thứ nhất sẽ tương ứng với ý số 1 ở cột bên phải. Ý số 2 sẽ tương ứng với dòng số 3 ở bên cột phải. Ý số 3 tương ứng với dòng số 5. Và ý số 4 tương ứng với dòng số 2. Và ý số 4 của chúng ta khuyến khích, động viên là ý sai. Đối với câu 4, đáp án đúng của chúng ta đó là dễ thay đổi và mâu thuẫn. Đối với câu 5, từ chúng ta cần điền đó là quan tâm. Đối với câu 6, ý đúng đó là sự phát triển mạnh mẽ, đồng đều về thể chất và tâm lý. Ý câu số 7, ý đúng là hòa đồng trong quan hệ với bạn bè. Câu số 8, đáp án đúng đó là giáo viên chưa thấu hiểu được những đặc trưng tâm lý và nhu cầu của học sinh. Câu số 9, đáp án đúng là có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng việc lựa chọn nghề nghiệp. Câu số 10, ý đúng là phương pháp trực quan. Câu số 11, ý đúng đó là lựa chọn chủ thể phù hợp với học sinh. Câu số 12 chúng ta sẽ có bước 1 là xây dựng danh sách chuyên đề về tâm lý. Bước 2 là lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý. Bước 3 là thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý. Bước 4 là đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý. Câu số 13 ý đúng là phiếu hỏi tự thiết kế. Câu số 14 ý đúng là bước 2 lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý. Câu số 15 ý đúng là tìm hiểu nguồn lực bên ngoài. Câu số 16 thì rất đơn giản rồi, cả ba đáp án trên. Câu số 17 chúng ta sẽ điền từ phối hợp. Câu số 18 ý đúng là trợ giúp học sinh trung học cơ sở từng bước giải quyết vấn đề đang gặp phải. Câu số 19 đáp án đúng là cả ba đáp án trên. Câu số 20 đáp án đúng đó là mâu thuẫn với mẹ và kỹ năng giao tiếp với người lớn còn hạn chế. Câu số 21 ý đúng là kết luận vấn đề của học sinh. Câu số 22 đáp án đúng nhất đó là công khai. Câu số 23 chúng ta sẽ nối phương thức trực tiếp đó là họp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử. Phương pháp gián tiếp đó là video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi kế hoạch dã ngoại của nhà trường. Câu số 24 đáp án đúng đó là thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình. Câu 25 đáp án đúng là kênh thông tin gián tiếp. Câu 26 đáp án chính xác là đánh giá kết quả tự học. Câu 27 hỗ trợ thông qua học liệu phần mềm điện tử là ý đúng. Câu 28 ý đúng là hệ thống quản lý học tập qua mạng. Câu 29 ý đúng là hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn tham vấn chuyên môn của chuyên gia. Và cuối cùng câu 30 là giáo trình tài liệu tham khảo in. Trên đây là đáp án của tất cả 30 câu hỏi của module 5. Chúc quý thầy cô chúng ta hoàn thành tốt nội dung tập huấn của mình trên hệ thống LMS của Bộ Giáo dục. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã chú ý theo dõi video của mình.